Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình làm video để làm cái hướng dẫn, tại vì có bạn hỏi mình đi làm sao mà nhận tiền lãi từ crypto. Viết blog thì nó không có chi tiết nên hôm nay mình sẽ làm cái video này. Như vậy thì như các bạn đã biết thì nếu mà muốn đầu tư vào trong crypto thì bạn sẽ có khả năng là nhận được hai cái dạng tiền. Cái dạng tiền đầu tiên là capital gain, là cái tiền này là cái tiền do cái đồng, cái coin mà bạn mua nó tăng giá thì bạn sẽ được nhận tiền thêm. Và cái dạng thứ hai là tiền lãi từ từ cho mượn cái crypto của mình để có thể được nhận tiền lãi. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái việc mà cho mượn crypto và sẽ nhận tiền lãi thông qua BlockFi hay là Coinbase. BlockFi là một cái ngân hàng crypto thì cũng đã được nhiều người biết đến được một thời gian rồi, và nhiều người thích BlockFi là tại vì BlockFi được ủng hộ bởi những cái người khá là nổi tiếng như là tập đoàn Winklevoss. Đây là một cái tập đoàn mà được tạo ra bởi anh em nhà Winklevoss. Hai anh em này thì sau này cũng tạo thêm một cái sàn giao dịch, một cái ngân hàng crypto Gemini. Và nhiều người cũng đã biết đến Coinbase Venture. Đây là một cũng là một trong những cái sàn giao dịch crypto lớn thứ hai trên thế giới. Thêm một cái ngân hàng mới mà Hạnh muốn nói ngày hôm nay là Coinbase. Cái ngân hàng này là cái ngân hàng mới thôi. Và ngân hàng Coinbase ấy thì Hạnh cảm thấy tin tưởng, tại vì họ có đăng ký doanh nghiệp, và có hai cái văn phòng ở đây ấy, là một cái ấy, là ở UK, còn một cái ấy, là ở Wyoming ở đây. Là ở Wyoming đây. Như vậy thì chúng ta sẽ gửi crypto, cái coin của bạn lên hai cái sàn này để có thể được nhận tiền lãi. Và là một cái dạng đầu tư nên nó sẽ có những cái rủi ro của nó, nên Hạnh nghĩ là các bạn hãy cân nhắc kỹ càng là nên bỏ bao nhiêu. Và bây giờ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái việc làm sao mà bỏ đặt cọc crypto của mình lên hai cái sàn này. Đầu tiên thì sàn BlockFi, thì hai cái sàn này thì sàn nào bạn cũng phải tạo một cái tài khoản với cái sàn. Rồi như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ nói về BlockFi. Sau khi mà bạn tạo tài khoản rồi thì bạn sẽ đăng nhập vào, rồi sau đó thì bạn sẽ vào cái deposit ở đây để có thể tìm cái địa chỉ Bitcoin ở trên BlockFi của bạn. Bạn sẽ nhấn copy để có cái địa chỉ đó. Và ở Coinbase thì nó cũng tương tự. Bạn sẽ tạo một cái tài khoản với Coinbase, rồi sau đó thì bạn sẽ vào cái bank ở đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đợi cho cái này nó quay quay quay. Rồi sau đó thì bạn sẽ vào Bitcoin, rồi đi tìm cái địa chỉ Bitcoin ở trên Coinbase, rồi cũng copy. Rồi sau khi mà bạn đã có cái địa chỉ đó rồi thì bạn sẽ đi qua cái túi Trust Wallet của mình để gửi Bitcoin qua bên này. Khi mà bạn có cái địa chỉ từ Coinbase hay là BlockFi rồi đó thì bạn sẽ vào trong Trust Wallet của mình, và đây là danh sách của những cái coin mình đã lựa chọn Bitcoin nên mình sẽ nhấn vào trong Bitcoin here. Tại vì mình muốn gửi Bitcoin đi nên mình sẽ nhấn vào Send ở đây. Rồi sau đó thì mình sẽ paste điền vào cái địa chỉ của Bitcoin ở trên sàn BlockFi hay là Coinbase vào trong này. Rồi sau đó thì bạn sẽ điền cái khoản Bitcoin mà bạn muốn gửi đi. Mình thì mình không có Bitcoin trong cái túi này, nhưng mà chỉ giả dụ thôi. Có thể là điền một Bitcoin, hay là điền cái khoản mà bạn muốn, hay là bạn có thể sử dụng cái Max này để gửi tất cả những cái Bitcoin mà bạn có trong cái ví này. Rồi sau đó thì bạn sẽ nhấn Continue ở đây để hoàn tất cái giao dịch là gửi Bitcoin đi. Vậy thì sau khi mà bạn hoàn tất cái giao dịch chuyển đi rồi ấy, thì ở Coinbase thì cần khoảng 24 cho tới 48 tiếng thì nó sẽ cập nhật lên sàn. Sau khi mà bạn cập nhật lên sàn ấy, thì bạn sẽ thấy là cái số tiền Bitcoin của bạn ở trong cái tài khoản tracking. Nhưng mà một điều mà đáng chú ý là ở trong cái tài khoản này ấy, thì tiền yield chỉ là 0.1% thôi, nên
Hạnh nghĩ là hãy transfer, nhấn cái nút transfer này để có thể chuyển Bitcoin của bạn vào trong cái tài khoản saving, tại vì trong cái tài khoản này cái yield tới 6.2% mỗi năm lận. Và đây là PoinPay. Còn BlockFi thì sau khi mà bạn chuyển tiền từ cái túi Trust Wallet đó thì bạn sẽ thấy cái Bitcoin của bạn ở trên BlockFi, và đây là cái khoản tiền mà hiện tại mình đang có dưới dạng Bitcoin, và đây là cái tiền lãi hàng tháng mà mình nhận. Bạn cũng thấy là mình cho bạn xem đây là cái tiền lãi hàng tháng mà BlockFi gửi cho mình. Đó là cái cách mà chúng ta có thể gửi Bitcoin từ cái Trust Wallet của mình lên hai sàn là BlockFi hay là PoinPay để nhận tiền lãi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.